Hello hello, xin chào mừng quý vị đã đến với kênh của Fobi Food. Mình là Tiểu My và hôm nay My sẽ chia sẻ cho mọi người một món ăn nghĩ như là rất phức tạp nhưng cách làm vô cùng đơn giản. Như mọi người đã biết thì pizza là một món ăn khá là phổ biến hiện nay. Nhưng mà khi bất chợt giữa đêm chúng ta thèm pizza mà trong nhà chỉ còn khoảng vài ổ bánh mì thôi thì làm sao để ăn được món pizza? Và hôm nay chính vì cái lý do đó, My sẽ biến tấu lại món pizza với đế bánh là bánh mì. Và bây giờ mình sẽ đi vào phần giới thiệu nguyên liệu với My nha. Để thực hiện món pizza bánh mì này thì đầu tiên chúng ta phải cần có bánh mì. Ở đây My sử dụng 2 ổ bánh mì, 3 quả trứng gà, 50g sữa tươi không đường, 100g tôm, 1 ít muối, 2 thìa canh sốt gà, 1 ít oregano và những món legume như là hành bơ rô, ớt chuông vàng và cà chua. Hình như là My còn quên một cái nguyên liệu rất là quan trọng. Làm pizza mà thiếu phô mai thì đâu có thành pizza đâu, đúng không nè? Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi siêu thị để mua phô mai nha. Đi theo My nha. Hi, My đã mua được phô mai và một ít bơ lạc để cho món ăn của chúng ta thêm phần ngon miệng hơn. Và bây giờ xin mời quý vị sẽ xem My thực hiện món ăn này nhé. Và đầu tiên mình sẽ chế biến món tôm trước nha mọi người. Tại vì tôm khi mà mình để lâu ra ở ngoài trời á, thì sẽ bị hư. Và bây giờ chúng ta sẽ áp chảo tôm nha. Chúng ta sẽ bắt một cái chảo nóng lên. My sẽ cho lửa ở mức to nhất để cho chảo thật là nóng. Vì khi mình áp chảo tôm mình cần lửa nóng để cho khóa nước của tôm lại. Mục đích của việc khóa nước là để thịt tôm có thể ngon và giòn hơn. Đầu tiên chúng ta sẽ áp chảo một mặt của tôm trước nha mọi người. Sau đó chúng ta đã đảo mặt còn lại để áp chảo luôn. Sau khi đảo xong á, thì mọi người lưu ý chúng ta sẽ điều chỉnh lửa nhỏ lại ở mức trung bình để cho thịt tôm không bị cháy khét. Sau đó chúng ta sẽ cho một ít dầu ăn. Nếu mà mọi người có dầu ô liu thì mình dùng dầu ô liu sẽ thơm hơn. Mọi người lưu ý nếu chúng ta làm đúng bước này thịt tôm sẽ rất là thơm. Mình sẽ cho một ít muối vào tôm nha. Và bây giờ mình sẽ cùng chế biến bánh mì nha. Bánh mì này thì mọi người sẽ cắt nó ra thành hình vuông nhỏ nhỏ. Bây giờ mình sẽ cắt đôi cái bánh mì ra trước. Bây giờ để cho bánh mì mình ăn được giòn và ngon hơn thì mình sẽ lấy ra một ít bơ để mình áp chảo bánh mì. Lúc này mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống nha mọi người. Nó hơi khét nhẹ nhưng mà không sao. Sau khi mình áp chảo được một mặt thì mình sẽ đảo cái mặt còn lại. Mình dùng tay để dễ kiểm tra hơn bánh mì xem nó đã giòn chưa. Bánh mì của mình đã sắp giòn rồi đó mọi người ơi. Bánh mì của mình bây giờ đang rất là thơm đó mọi người. Và để mà mình kiểm tra coi bánh mì mình đã giòn hay chưa thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái cách rất chi là đơn giản. Đó chính là lấy một miếng bánh mì ăn thử. Bánh mì của mình rất là giòn luôn á, rất là thơm nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đập trứng nha. Sau đó mình sẽ cho sữa tươi không đường và một xíu muối. Chúng ta sẽ nghiêng cái thau này một xíu để mình đánh. Rồi khi mà mọi người đánh cái trứng nó bong
và nó nổi bọt như thế này. Thì lúc đó khi mà mình làm, mình chiên cái trứng lên á, nó sẽ bong xốp hơn, nó sẽ không bị dai. Mình đã chuyển bánh mì qua một cái thau lớn hơn để mình dễ trộn. Và bây giờ mình sẽ đổ cái hỗn hợp trứng này vào bánh mì. Các bạn sẽ lược cái này lại nha. Bây giờ mình sẽ trộn bánh mì nha. Rồi, mình đã trộn xong và bây giờ mình sẽ để nó qua một bên cho nó thấm cái hỗn hợp sữa vào bên trong nha. Tiếp theo đó mình sẽ sơ chế ly ghim. Mình sẽ sử dụng nửa quả ớt. Và cà chua thì mình cắt tròn, cắt miếng mỏng. Tại vì mình nên cắt miếng vừa, đừng mỏng quá mà cũng đừng dày quá. Tại vì khi mà mình xếp lên nhiều lớp á, nó sẽ làm cái bánh mình rất là dày. Hành poro mình sẽ cắt khúc dài. Dao của mình hơi bị lục rồi, để ngày hôm sau mình sẽ nhờ anh Kha đẹp trai mài dao lại giúp mình. Bây giờ mình sẽ bật một cái chảo nóng. Mình để khoảng tầm 1400W nha mọi người. Mình kiểm tra chảo nóng. Đó, khi mà chảo đã nóng thì mình sẽ cho bơ vào. Tán đều ra. Mình tăng lên khoảng 1600, 1800 luôn đi. Rồi, mình sẽ cho cái hỗn hợp bánh mì vào nha mọi người. Sau đó mình sẽ dàn đều ra. Mình đổi một cái sạn để dễ dàng thao tác hơn nha mọi người. Tiếp theo mình chuẩn bị thêm hai cái quả trứng gà nữa. Hai trứng này mình sẽ cho vào sau cùng khi mà mình đã cho hỗn hợp bánh mì và trứng sữa ban đầu vào chảo. Mình sẽ đổ đều nó lên mặt của bánh mì. Mình sẽ đổ trứng vào những cái kẽ hở của bánh mì nha mọi người. Như các bạn đã thấy thì hiện tại cái bánh của mình thì cái mặt trứng vẫn chưa chín. Và bây giờ mình sẽ dùng cái khò, mình khò cái mặt này của bánh mì. Thứ nhất là để mùi bơ nó bay lên. Thứ hai là sẽ để cái vỏ ngoài của bánh mì được giòn và ngon hơn. Và bây giờ mình sẽ chở mặt của cái bánh pizza này nha. Mình sẽ dùng một cái nắp lật úp nó lại. Làm như vậy mình sẽ không bị bể cái bánh của mình. Và sau đó mình sẽ để lại bánh vào chảo. Lúc này thì mình sẽ tắt bếp nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ lấy tương cà quét khắp bề mặt của bánh. Thật ra cái này khi mà mọi người có đầu tư hơn á thì mọi người có thể nấu một cái sốt cà. Nhưng mà tại vì cái này là cách làm mình biến tấu, cách làm đơn giản nhất, thì mình sẽ sử dụng cái tương cà này luôn. Mình thấy là cũng ok, tạm ổn rồi. Tiếp theo phần mozzarella mình sẽ chia một nửa. Và bây giờ mình sẽ rắc trước. Tiếp theo là cà chua. Mình sẽ cho tôm vào đây. Tiếp theo mình sẽ xếp ớt. Mọi người có thể xếp tùy thích vị trí. Nhưng mà tại vì mình điệu, cho nên mình sẽ xếp kiểu như vậy. Đó, mình điệu. Mình xếp xen kẽ cho nó có màu này màu kia. Mọi người muốn ăn nhiều hơn thì có thể để nhiều hơn, cho nó vừa đủ mặt cái bánh là ok. Và đây là, mọi người biết cái này là gì không? Đây là khô gà của chị Nhi. Nếu mà mọi người muốn xem cái clip làm khô gà của chị Nhi thì mọi người hãy click vào phần mô tả bên dưới nha. Bên dưới mình sẽ để link. Mình sẽ biến tấu cho thêm một xíu khô gà vô đây.
Bây giờ mình sẽ bật bếp lên và để lửa tầm 800W cho nó chín cái phần mặt còn lại. Và mình sẽ khè lửa cho chín cái phần, cho cái phần phô mai phía trên này nó chảy ra. Nếu mà các bạn không có cái khè giống mình thì chúng ta sẽ đậy một cái nắp. Thì khi mà hơi nóng nó được kín thì phần mozzarella nó sẽ chảy ra. Bây giờ mình sẽ khè lửa ha. Đó, My sẽ cho bột oregano và để nắp lại. Sau khoảng 2 phút thì mình sẽ mở nắp và tắt bếp. Và bây giờ mình sẽ cho bánh ra đĩa nha. Và bây giờ mình sẽ cắt cái bánh ra và thưởng thức nó nha mọi người. Mọi người có thể nghe được tiếng giòn của đế bánh. Bây giờ mình thử bánh nha. Đế bánh rất là giòn. Nó lạ lạ, cũng không có giống pizza bên ngoài. Nhưng mà cái hương vị ở trên đây thì khá là giống nha mọi người. Nếu mà mọi người có mayonnaise hay là tương ớt sơn cà mình xịt lên thì ăn sẽ nó ngon hơn. Sau khi ăn được nửa miếng thì mình mới chợt nhớ ra tương ớt của Phoebe. Thì mình sẽ đi lấy một ít tương ớt, mình xịt lên. Và thêm một ít sốt trắng cũng của Phoebe pha chế luôn. Thật là hấp dẫn. Và bây giờ mình sẽ thưởng thức chiếc bánh này với sốt nha. Ngon hơn lúc nãy rất nhiều. Vị rất là vừa ăn. Tôm rất là tươi. Vậy là món pizza bánh mì của mình cũng đã thực hiện xong rồi mọi người ơi. Thì với cái món này mọi người có thể thay đổi các cái vị topping khác như là mực, bò hoặc là 100% gà, hoặc là chúng ta có thể sử dụng xúc xích cũng được. Và mình mong video clip này có thể giúp các bạn thực hiện được một món ăn mới và đơn giản tại nhà. Chúc các bạn thành công và chúc mọi người năm mới vui vẻ nha. Bye bye.